New Skin được thành lập vào năm 1984 với những sản phẩm chăm sóc cá nhân sáng tạo theo triết lý tất cả các thành phần đều tốt, không có thành phần xấu. Khởi đầu từ một chiếc muỗng nhỏ được dùng để chia sẻ sản phẩm đầu tiên, sau đó nhanh chóng tăng trưởng trở thành thương hiệu hàng tỷ đô la được niêm yết trên sàn chứng khoán New York và mở rộng ra hơn 50 quốc gia trên toàn cầu. Sứ mệnh của New Skin là trở thành đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp, đã được minh chứng qua việc nỗ lực cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em trên toàn thế giới. Sáng kiến nuôi dưỡng trẻ em được nhà phân phối New Skin trên toàn cầu cùng đóng góp mua sản phẩm Vitamil để chăm sóc các trẻ em suy dinh dưỡng. Tại khu vực Đông Nam Á, quỹ phẫu thuật tim trẻ em của New Skin được thành lập giúp những trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có thể được phẫu thuật và tiếp tục cuộc sống. New Skin tự hào với công nghệ chống lão hóa tiên tiến AgeLock. New Skin sở hữu viện nghiên cứu LifeGen với hơn 30 năm nghiên cứu bản đồ gen người, 75 nhà khoa học làm việc toàn thời gian, sở hữu hơn 500 triệu điểm dữ liệu biểu hiện gen, và kết quả là sự ra đời công nghệ AgeLock trị giá hàng tỷ đô la được ứng dụng rộng rãi trong nhiều dòng sản phẩm từ chăm sóc cá nhân đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe. New Skin Việt Nam chính thức mở cửa vào năm 2013, liên tục tăng trưởng và phát triển bền vững, đem lại cho mọi người sự chuyển đổi để sống khỏe, tận hưởng những điều thú vị, sống trẻ, dám tự tin thực hiện ước mơ của mình, sống đẹp cùng sẻ chia và mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh, trải nghiệm thế giới với những điều tuyệt vời. Hãy sống với ước mơ của bạn.